Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video về cái hàm ở trong cái thư viện string.h. Đấy. Lần này mình sẽ giới thiệu đến cái hàm mà dùng để viết đổi ký tự thường thành ký tự in hoa. Đấy. Tức là ví dụ như nếu cái chuỗi ban đầu là ABC viết thường đúng không ạ? Thì sau khi sử dụng cái hàm này thì nó sẽ chuyển về cái dạng ABC là chữ in hoa. Đấy. Rồi. Đó là về cái công dụng của cái câu lệnh stub stubr đấy. Đấy. Thì đây là cái tên của nó. Đấy. str upr đấy. Đấy. Thì ở đây mình có một bài toán là nhập vào một cái chuỗi và sau đó nhập vào một cái chuỗi bất kỳ và sau đó biến cái chuỗi đó thành cái chữ in hoa cả đấy, tất cả các ký tự của chuỗi đó trở thành chữ in hoa đấy. Thì đó là một cái bài toán thực tế. Ví dụ như khi các bạn nhập vào tên của các bạn trong một cái trang web nào đó dùng để mang cái tính chất mang tính chất bắt buộc đấy, thì nó sẽ, nếu như các bạn nhập chữ in thường thì nó sẽ tự động đấy, chuyển các ký tự in thường nó thành chữ in hoa đấy. Thì ở đây ở cái đoạn code này thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái chuỗi có độ dài là 255 đấy. Và đây là một cái sao hết cái này thì mình đã nói bài học trước đúng không ạ? Thì đây là một cái con trỏ đúng không ạ? Đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ in ra màn hình cái dòng là nhập chuỗi. Đây các bạn nhập chuỗi vào đây. Get get s này tức là get chuỗi, tức là gì? Tức là nó sẽ nhập cái chuỗi vào và nó cho phép cái chuỗi đó có cái khoảng trắng, tức là có giữa các chữ sẽ có cái khoảng trắng, ví dụ nguyên văn A đấy, thì nó sẽ cho phép. Tiếp theo thì mình sẽ gắn cái S này chính là bằng cái str upr này, chuỗi tức là S chính là bằng cái chuỗi inoa đấy. Đấy. Câu lệnh chặn này như mình đã nói trước thì nó sẽ là chuyển đổi cái ký tự đổi ký tự thường thành chữ hoa đấy. Rồi đấy là cái công dụng của nó. Người ta đặt comment cho nó cho các bạn dễ nhìn này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ, sau khi đã gán cái bên s này cho cái strapper chuỗi này thì mình sẽ in ra cái chuỗi in chuỗi chữ hoa đấy, sau khi đã được hoàn thành. Và sau đó mình sẽ in ra màn hình put putter này, putter tức là put s này tức là nó sẽ in ra cái màn hình một cái chuỗi S này đấy. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái lệnh get get ch này để dừng cái màn hình lại. Rồi sau đây mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình có thể nhập cái chuỗi bất kỳ. Ở đây mình sẽ nhập là my name is. Rồi đây thì nó sẽ tự động chuyển thành chữ in hoa cả đấy. Rồi mình sẽ thử một cái ví dụ khác ở đây, ví dụ như các bạn nhập là số đi đó, hai là gì gì đó đấy. Thì nó sẽ tự động chuyển thành số thì nó không thể chuyển là sang dạng viết hoa in hoa đúng không ạ? Đấy.
Còn các ký tự còn lại thì nó đều chuyển sang ký tự in hoa cả, đúng không? Rồi. Đấy, như trên đây là một cái số cái phần giới thiệu về cái cách để chuyển đổi từ ký tự thường sang cái ký tự in hoa. Đấy, sử dụng cái hàm struct trong cái thư viện string.h đấy ạ. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.